Mời bạn khai báo y tế trước khi vào. Xin cảm ơn. Mời bạn khai báo y tế trước khi vào. Xin cảm ơn. Chào mừng các bạn trở lại với video của điện tử DT. Ở video hôm nay thì mình sẽ thiết kế và in 3D cho bộ vỏ hộp của bộ combo chế phát âm thanh giọng nói tự động loa mini 3W. Và như đây là chọn bộ combo chế phát âm thanh giọng nói, bao gồm một cảm biến vật cản hồng ngoại, một mạch kích phát âm thanh, 3 CBus 2 đầu cái và một loa mini 3W. Và như đây mình sẽ bổ sung thêm một số linh kiện để mình sẽ thiết kế vỏ hộp cho nó. Và cái linh kiện này sẽ không kèm theo bộ combo, chúng ta có thể đặt mua thêm nha. Đầu tiên là một nguồn adapter 5V 2A, một sắt cái DC 5.5mm, một thẻ nhớ SD và một công tắc bập bên có đèn. Và tất cả các linh kiện này mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả video, các bạn có thể truy cập để xem chi tiết và đặt mua. Và đầu tiên mình sẽ sắp xếp các linh kiện và sẽ lên ý tưởng thiết kế. Và như đây mình sẽ sử dụng phần mềm SolidWorks để thiết kế 3D. Tạo rosette mới, lưu vị trí của rosette. Và mình bắt đầu thiết kế vỏ hộp. Và mình đo khoảng cách của các linh kiện. Như đây mình sẽ tua nhanh một tí nha, do thời gian thiết kế khá là lâu, khoảng gần 1 tiếng đồng hồ nha các bạn. Và như đây mình đã hoàn thành phần hộp. Và tương tự đối với phần nắp hộp thì mình cũng sẽ thiết kế tương tự. Và tiếp theo mình sẽ đưa vào phần mềm xử lý file in 3D của RAW. Và tiếp theo mình lưu vào thẻ nhớ và đưa vào máy in 3D. Set file.
Và như đây mình đã in thành phẩm và mình mất gần 4 giờ đồng hồ đối với phần vỏ hộp. Và gần 1 đồng hồ. Và gần 1 giờ. Và gần 1 tiếng đồng hồ. Và gần 1 tiếng đồng hồ đối với phần nắp hộp này. Và như vậy là chúng ta in được cả phần hộp này là gần 5 giờ đồng hồ nha. Và đây ở phần bắt lo thì mình có thiết kế 4 chân để chúng ta bắt ốc. Và phần mạch phát nhạc cũng vậy. Chúng ta sẽ có khe cắm jack 3.5 và khe cắm thẻ nhớ, cũng như là vị trí mà chúng ta sẽ bắt ốc. Và chúng ta cũng có vị trí lắp cảm biến và kẹn. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắp các linh kiện hay sơ đồ có trên hình. Ở đây bây giờ mình sẽ lắp vào. Và ngay lúc này thì chúng ta có thể cắm nguồn và cắm thẻ nhớ vào. Và bên trong thẻ nhớ thì nội dung là file MP3 có đặt trong folder là 01 và đặt tên là 01 do mình kết nối chân là chân A1. Và ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta đặt tên đúng để mạch kích đúng file mà chúng ta muốn mạch phát nha. Và mình sẽ để đường dẫn video đó ở dưới phần mô tả video này, các bạn có thể xem lại nha. Và đây chúng ta có thể sử dụng một tool vít dẹp nhỏ để điều chỉnh khoảng cách nhận diện của cảm biến và cản. Chúng ta tăng hoặc là giảm nha, bằng cách là dặn cái chiếc áp ở phía sau lưng của cảm biến này. Và chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng của âm thanh phát ra bằng cách là điều chỉnh chiếc áp có trên mạch kích. Chúng ta cũng dặn tăng và giảm. Ví dụ bây giờ mình sẽ cắm adapter 5V vào. Và trên công tắc sẽ có một đèn báo trạng thái là bộ đã được mở nguồn. Mời bạn khai báo y tế trước khi vào, xin cảm ơn. Mời bạn khai báo y tế trước khi vào, xin cảm ơn. Như vậy là khi có vật thể di chuyển ngang qua cảm biến vật cản hồng ngoại thì cảm biến sẽ kích mạch phát để phát ra lo, và chúng ta có thể tắt mở bằng cách là nhấn nút công tắc bập bên này. Và bây giờ mình cũng sẽ lắp cái nắp này vào. Mời bạn khai báo y tế trước khi vào, xin cảm ơn. Mời bạn khai báo y tế trước khi vào, xin cảm ơn. Mời bạn khai báo y tế trước khi vào, xin cảm ơn.